Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì mang tính chất là cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan tới nhân sự. Hôm trước thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng đã khẳng định rằng sẽ kiện toàn tất cả các chức danh vào trước tháng 10, vào tháng 10, tức là có cái kỳ họp của Quốc hội, và để ổn định cái bộ máy để mà tiếp tục làm việc. Và ngày hôm nay thì đã diễn ra cuộc họp của Trung ương cả sáng cả chiều, và sau khi kết thúc thì Văn phòng Trung ương Đảng đã ngay lập tức thông báo kết quả tới mọi người dân Việt Nam trên các phương tiện chính thống. Theo đó thì một số nhân tố được bổ sung vào Bộ Chính trị. Thứ nhất đó chính là Thượng tướng Lương Tam Quang. Thượng tướng Lương Tam Quang hiện nay đang là Bộ trưởng Bộ Công an thì hôm nay đã được bầu vào Bộ Chính trị. Và nguyên văn thì như thế này. Ngày 16 tháng 8 thì theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp và xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ như sau. Và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 21-26 theo quy định. Và Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Và sau khi được bầu vào, nghĩa là khi bầu vào Bộ Chính trị thì Bộ trưởng Lương Tam Quang thì hiện nay thì đã có là 15 ủy viên. Và cụ thể thì bao gồm có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là ông Lê Minh Hưng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Hà Nội là Bùi Thị Minh Hoài, và hiện nay đây là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Đấy là 15 ủy viên Bộ Chính trị mà ngày hôm nay Trung ương đã bầu và giới thiệu và bầu bổ sung vào Bộ Chính trị hôm nay. Về mặt lý thuyết thì tất cả các bộ trưởng Bộ Công an trước nay thì đều tham gia Bộ Chính trị, và Thượng tướng Lương Tam Quang thì vừa rồi là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì đã lên làm Chủ tịch nước và sau đó là được bầu vào Tổng Bí thư. Thì hiện nay là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang Ủy viên Trung ương Đảng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an thì đương nhiên là sẽ vào Bộ Chính trị, và cái việc này là cái việc theo thông lệ rất nhiều khóa gần đây rồi thì không phải là mới. Chúc mừng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Đó. Cách đây 2019 thì mới đang là Thứ trưởng Bộ Công an thôi, mới được bầu Thứ trưởng, mới được chỉ là Thứ trưởng Bộ Công an và Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra. Nhưng chỉ sau 5 năm thì bây giờ đang là Bộ trưởng Bộ Công an và bầu vào Bộ Chính trị rồi. Một bước tiến rất lớn, rất dài của Thượng tướng Lương Tam Quang. Và sau này thì chắc chắn sẽ được thăng quân hàm lên là Đại tướng. Ngoài việc mà Bộ trưởng Lương Tam Quang được bổ sung vào Bộ Chính trị thì hôm nay đã còn bổ sung vào Ban Bí thư. Đó, bầu bổ sung Ban Bí thư thì ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Trịnh Văn Quyết và ông Lê Minh Chí thì đã vào Ban Bí thư. Và theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 16 tháng 8 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư gồm 3 cán bộ, bao gồm thứ nhất là ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng và là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lê Minh Chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và sau khi bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Bí thư, hiện thì Ban Bí thư Trung ương Đảng là có 12 người, bao gồm có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh án Tòa nhân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến,
trưởng ban đối ngoại Trung ương là ông Lê Hoài Trung, Chánh văn phòng Trung ương Đảng là ông Nguyễn Duy Ngọc, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là ông Lê Minh Trí. Có thể nói đối với những có thể nói là tướng Ngọc là một trong những tướng mà có thể nói rằng là rất là nổi sau cái vụ mà Nguyễn Đức Trung, thì các bác có thể thấy tướng Nguyễn Duy Ngọc thì trước đây là Thứ trưởng Bộ Công an và sau này là trước đây là Phó chủ nhiệm Tổng cục Cảnh sát, nhưng sau khi bỏ Tổng cục Cảnh sát không còn Tổng cục nữa thì ông là Cục trưởng Cục C03 và bắt đầu trong một cái thời kỳ chống tham nhũng tương đối quyết liệt. Và một trong những chiến công hiển hách thì mà có hiển hách đó chính là liên quan tới ông Nguyễn Đức Trung, lúc đó thì là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cũng là một tướng công an. Và đấy là một trong những cái vụ án có thể nói rằng là làm nên tên tuổi của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Đó. Đối với ông Trịnh Văn Quyết thì trong quân đội thì chúng ta thường thường là ít người biết, nhưng mà Trịnh Văn Quyết là một trong những người mà có thể nói rằng là cũng có công rất lớn và hiện nay đang là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị. Với ông Lê Minh Trí thì cái tên của ông Lê Minh Trí thì chắc chắn là nhiều người sẽ biết nhiều hơn. Và ông, bởi vì là ông Lê Minh Trí, ông rất nổi tiếng với vụ án Hồ Duy Hải. Và với vụ án Hồ Duy Hải thì ông đã kháng nghị là đúc thẩm và sau đó thì các bác có thể thấy là cuối cùng, tuy nhiên vụ án Hồ Duy Hải là cái vụ án mà tốn rất nhiều giấy mực. Đó, tốn rất nhiều giấy mực của báo chí cũng giống như rằng là lên trên Quốc hội, rồi ngay cả với cá nhân ông Lê Minh Trí. Và nhiều người mong muốn rằng ông Lê Minh Trí sau này là có thể chuyển sang bên tòa án và có thể lật lại cái vụ án Hồ Duy Hải này để xem xét mọi thứ là có như thế nào hay không. Hiện nay Hồ Duy Hải thì vẫn chưa bị tử hình. Chỉ có một cái điều rằng là chứng tỏ vụ án thì còn rất nhiều những điều mà lấn cấn, những điều mà có thể nói rằng là chưa rõ ràng. Cá nhân tôi thì tôi luôn khẳng định cái quan điểm của tôi như thế này đối vụ án Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải là một vụ án mà tôi cho rằng là chứng cứ non. Tức là mình không thể khẳng định được rằng, với chứng cứ như vậy á, thì tôi không thể khẳng định được rằng Hồ Duy Hải có phạm tội hay không. Tôi không thể khẳng định rằng Hồ Duy Hải bị oan. Hai này khác nhau nhá. Bị oan, bởi vì tôi cũng không rõ rằng là cái chứng cứ kết tội, nghĩa là chứng cứ gỡ tội cho Hồ Duy Hải là thật sự thế nào. Bởi vì khi xem xét thì tôi thấy rằng là chứng cứ kết tội thì nó chưa chuẩn lắm, nhưng chứng cứ gỡ tội thì nó cũng chưa rõ ràng. Thế nhưng mà về nguyên tắc pháp lý thì tôi vẫn bất di bất dịch từ trước tới giờ. Tức là như tôi chia sẻ với các bác ấy, khi mà có một cái câu nói rằng là bắt cũng được và không bắt cũng được, thì lúc này chúng ta chọn lựa cái không bắt. Tức là giữa cái rằng là ông này có thể bị oan, có thể bị oan, có thể ông ta không oan thật, nhưng có thể bị oan, thì mình nên làm thế nào? Thì đương nhiên rằng là mình phải chọn lựa cái là người ta bị oan. Bởi vì với một số mức án như mức án tử hình thì gần như là không thể làm lại được. Các vụ án khác, ví dụ như là mức án mà chúng ta gọi là mức án số, tức là nhiều năm tù, có thể đến 20 năm tù, 15 năm tù. Tuy nhiên mức án số thì sau này nếu xác định bị oan á, thì có thể thỏa thuận để bồi thường. Nhưng với mức án tử hình thì không thể nào làm con người ta sống lại được. Sống lại được. Thế cho nên ấy, phải thật cân nhắc những cái mức án như thế để xem là có tình tiết đặc biệt hay không. Và khi kết tội như vậy á, thì phải dựa theo cái chứng cứ là cực kỳ vững chắc. Để nó không thể vững chắc hơn được nữa thì mới có thể kết tội như vậy. Còn với những chứng cứ non, chứng cứ yếu, chứng cứ chưa rõ ràng, được thu thập một cách nào chưa hợp pháp, chưa văn minh, chưa gì đấy, thì với chứng cứ như thế thì tốt nhất là chúng ta nên có một cái là hữu oan. Tức là mình phải chọn lựa hướng rõ ràng để cho các cơ quan điều tra người ta phải xác định rõ trong đó, hay là tòa án cũng phải xác định rõ như thế. Chúng ta không thể nào như một chị nào đó nói rằng là dùng một cái niềm tin nội tâm để kết tội được. Nhiều khi các bác tưởng tượng thế này, trong những nhiều vụ án ở trên thế giới, nhiều khi biết rõ 10-10 đây là kẻ thủ phạm rồi, 10-10 như đấy chúng ta biết thôi, nhưng mà để có chứng cứ được thì không có. Cho nên là có những vụ án người ta biết đây là 10-10 là kẻ thủ phạm, nhưng mà vẫn phải thả nó ra, bởi vì chứng cứ nó được thu thập một cách không hợp pháp.
chứng cứ đấy là có thể thật nhưng mà thu thập không hợp pháp, cho nên nó bị vô hiệu, còn hoặc là không thể tìm nổi chứng cứ. Thế cho nên là cơ quan điều tra là phải tích cực trong cái việc mà hoàn thiện cái chứng cứ đó, nâng cao nghiệp vụ của mình lên để tìm được chứng cứ và để cho nó thật sự một cái bản án đưa ra là được tâm phục khẩu phục. Đôi điều chia sẻ các bác mọi người, cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.